không khí tại sân bay ngay lúc này. Hãy được xin cái này, xin cái này. Em có khi
kê máy chị yeah. Em cầm máy chị vô rồi đó. Này là máy chị vô. Big love from Vietnam, fan and got a lot of companies for MGI organization and all my team, top 10, my big brand Thailand and team team. So give a big applause for so we have all day, right? Very busy schedule, so we hope that everybody will enjoy every moment in this city, and we will go together every activity in this city. Tomorrow will be a press conference, and I hope that we have very special show for the fans that they really love, different international. So that we have a very short time from now to this night. The crew nights under the river. So now we will serve you food. Okay. Go drinks. Okay, everybody. Để cho mọi người tự nhiên nha. Còn bây giờ mình sẽ tắt live stream. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ theo dõi fanpage của dì Dung để cập nhật những thông tin mới nhất về lễ đón. À, cho mọi người xem một xíu nha. Cơm sườn. À, bye bye cả nhà. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp mọi người vào buổi livestream tối nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. See you.